sẽ đến dịp Tết Trung Thu. Và ngày này, cả gia đình mình sẽ cùng quây quần bên nhau, ăn bánh, uống trà và ngắm trăng. Vào ngày Trung Thu, có một món đồ chơi vô cùng quen thuộc. Chúng mình có biết đó là đồ chơi gì không? Đó chính là đèn lồng đấy. Và hôm nay, cô Thảo sẽ hướng dẫn là chúng mình làm một chiếc đèn lồng cá chép. Chúng mình thấy có đẹp không nào? Và bây giờ, chúng mình cùng bắt tay vào làm nhé. Cô Thảo sẽ cắt thật nhiều hình tròn từ những màu sắc khác nhau, đường kính 3 cm. Đã đổ sẵn hồ ra trước bát này và sẽ dán lần lượt các hình tròn nhiều màu sắc vào lõi giấy vệ sinh này nhé. Chúng mình lưu ý khi chấm hồ thì chỉ chấm bằng một ngón tay và tát lượng hồ để không bị nhiều quá nhé. Sẽ dán vào lõi giấy vệ sinh. Sau khi đã dán hết hình tròn để làm vây của chú cá thì cô Thảo sẽ sử dụng những giải dài nhiều màu sắc để làm đuôi. Bây giờ chúng ta cùng dán làm đuôi chú cá nào. Chúng mình lưu ý khi dán, chúng mình sẽ dán vào bên trong nhé. Chúng ta sẽ dán hình tròn màu trắng vào hai bên của chiếc đèn. Và sử dụng bút màu đen để vẽ lòng đen. Rất đơn giản phải không nào? Cô Thảo sẽ dán hai đầu của dây len vào bên trong của chiếc đèn bằng băng dính nhé. Chúng mình dán làm sao cho hai đầu dây len cân nhau nhé. Bước cuối cùng, cô Thảo sẽ sử dụng đũa và buộc dây len vào chiếc đũa này nhé. À, tác phẩm cô Thảo đã hoàn thành rồi. Chúng mình thấy có đẹp không nào? Và bây giờ chúng mình hãy cùng với ông bà và bố mẹ làm chiếc đèn lồng này nhé. Các cô sẽ rất vui nếu như nhìn thấy sản phẩm của chúng mình ở phần bình luận của video đấy. Còn bây giờ thì phải tạm biệt các con rồi.